Rồi lon tội nghiệp bếp bê tôi quá. Và đó theo các anh em thì tại sao chú Rum lại không vào bắn tụi nó, bắn con Joker? Là tại vì con Joker nó đang có chiêu 2, mình vô mình băng trụ mình bắn nó cũng không thấm được gì nó hết trơn á. Nó đang có chiêu 2 nó có thể giảm được sát thương mà. Nó được không bị chịu sát thương vật lý mà. Vô bắn nó cũng như không mà là chết liền á. Bởi vì SP mình ngẫm liền. Thôi kệ nha, đầu game thôi mà. Có gì đâu, bình tĩnh bình tĩnh. Đầu game thôi, bỏ qua hết nha. Rồi ok, đầu video chú Rum xin chào tất cả các anh em đang xem video ngày hôm nay ha. Lại là chú Rum đây mọi người ơi. Thì đầu video chú Rum chúc các anh em xem video thật vui vẻ và có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui luôn mọi người ơi. Rồi ha, trong trận đấu ngày hôm nay thì chú Rum sẽ chơi vị tướng Violet với cái trang phục là thần long tí tí. Rồi trang phục này thì các anh em cũng biết rồi đó, quá là đẹp, quá là xịn sò luôn. Rồi luôn ở đây tôi ngẫm luôn rồi. Còn anh tôi ở đây thì làm ăn được gì đó. Trời ơi, bắn hoài ngư nghiệt rồi, xong gần mắt nó có anh ti rồi. Rồi đi tôi luôn, tôi thấy cuộc đời tôi xong rồi. Vậy là xong rồi, nó làm gì được nữa đâu. Xong rồi, lộn bắn cái nào cũng không né được đâu. Lộn bắn mình đâu có, cũng phải chịu sát thương thôi. Rồi luôn, nó vẫn chạy được luôn. Wow, trời ơi, tu len ơi, tu len. Bạn tu len không biết chơi luôn. Thật sự luôn, nhìn tu len là nhìn cách tu len chơi là không biết chơi rồi. Trời ơi, lướt chiêu 2 hụt không? Phải lướt chiêu 2 trúng tướng địch thì mới có sát thương chứ. Ôi chán ghê á, ôi chán ghê á. Trời ơi, khổ quá đi mà, gọi luôn. Hiểu rồi ha, trận đấu này là đủ hiểu. Một trận đấu đầy khó khăn này đó. Tiếp tôi từ A đến Z thọt hết luôn mọi người. Thọt hết mới chịu à. Thôi xong rồi. Bây giờ lại ôm cái trụ này chứ sao giờ. Khổ quá rồi. Nata rồi luôn. Nó chui kẹp vô trong bụi rồi. Tức ghê á. Bay luôn con chim rồi. Rồi ok ha. Bây giờ thì đó đầu với chú Rum. Đó chính là vị tướng Joker. À đây trên bảng nha mọi người. Joker thì lâu lắm rồi chú Rum mới đối đầu đó nha. Cũng khá là lâu đó. Vì đây là vị tướng cũng kiểu như là ít người chơi mọi người. Nên nó đối đầu thì lâu quá mới thì mới gặp. Cũng kèo khó nha. Vì Joker tướng vì là một chất tướng có thể phản được, có thể ao ngay được rất là nhiều sát thủ luôn. Tại vì bạn ấy có chiêu 2. Con tướng đó nó có chiêu 2 phản được sát thương vật lý mọi người. Căng ghê chưa. Để xử được Joker mạnh á thì team mình ít nhất là có rừng đi, rừng là pháp sư và có mid là pháp sư nè. Như thế sẽ rất là dễ hơn, dễ có thể sóc được. Tại vì chiêu 2 của Joker thì chỉ có thể phản được, kháng được. Rồi luôn rồi, dính cái cục. Rồi luôn, tôi dính cái nồi cháo heo của Nata là mệt này. Chiêu 2 của Joker có thể kháng được sát thương vật lý thôi, còn sát thương phép thì không được. Rồi luôn rồi, tôi trận này là tôi thấy khó lắm rồi đó nha. Bây giờ ráng thôi chứ sao giờ. Rồi, ui Amelie nó đá cái miếng xỉu muốn chết ngang luôn trời. Con quỷ này yêu nghiệt, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Rồi double kill nha. Ê bắt nó bê ơi, bắt nó quay đi. Anh ti đâu, anh ti đâu. Con quỷ này, con quỷ này. Trời ơi mày, trời sống mày rồi còn đứng đó rặn. Trong cơ pha đó mà có cho chịu chạy thẳng nha, đừng có pha, đừng có tha mà ở lợ mà bắn á thì là sẽ chạy được á. Thì mình đâu chạy lợi nó đâu. Nó có chiều 2 bứt tốc lên, nó chạy nhanh bạc cố luôn á. Nhưng mà bạn ấy lại tham đứng ở lại bắn, tính là xuất đao ao ngay được SP cho mình á. Nhưng mà SP cho mình bây giờ là khá trâu rồi, bạn ấy khó lòng mà dễ của đó mà sốc được lắm. Rồi tôi đã cố gắng lấy được cái trụ này nữa rồi. Ê con quỷ ê trời ơi sao mà nó nhắm hay thế ta. Sắn qua đây là trúng, sắn qua đây là chính. Ê ôi trời, ổn cái anh ti trời. Trong lúc mình đang anh ti thì nó đang bật chiêu 2 nên nó không bị một chút sát thương luôn á. Có tức ghê không, tức ghê á. Nữa rồi chạy. Ê kiểu này mà dính chiêu ha, cái chiêu 1 của Joker là tôi là chết liền nha, hoặc là dính chiêu 1 của Nata là chết liền luôn á. Ê mắc ơi đừng có bay tao mắc ơi. Rồi may quá nó bay ai ta. Ồ nó không bay mình luôn hả, may quá. Rồi để bây giờ là cố gắng từ từ mọi người ơi, được 4 mạng rồi, cũng nằm xuống 2 mạng rồi. Rồi bây giờ chú Rum sẽ chia sẻ về build đồ cho Violet trận này ha.
Riêng trận này thì chú Trung đối đầu mắt nè. Rồi thêm Nata nè. Rồi thêm Amelie đá bập 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 nè. Lên dậy kiên cường. Không khác được. Không thể nào mà làm khác được lên dậy kiên cường. Sau đó thì chú Rum sẽ lên cái thánh kiếm. Tiếp theo là cái món khoan từ từ bắn. Ui căng thế nha. Trận này căng thế rồi chứ nó vẫn chạy được hết. Rồi qua Amelie. Amelie ơi né tao ra. Né tao ra Amelie ơi. Mày Amelie đã hụt hết. Hụt tu len. Tại vì đá tu len thì tu len lướt đi được. Nó không nhắm vào mình. Ê thôi tôi lộn. Trời ơi, thôi xong rồi. Ê, nó đang cố gắng bắt rồi. Nó không bắt được Tulen thì nó giết tôi. Ồ, may quá, đổi mạng được với nó. Rồi, huyền thoại cho mình rồi ha. Nhưng mà mình cũng bị sút đau mọi người ơi. Bảy mạng rồi. Thơm rồi đó. Thấy game đang thơm lên rồi đó. Mày. Cũng may là team mình có Alistair nha. Cái chìa khóa Alistair là đang cố gắng. Đang giải được cho cái bài toán khó này. Trận này cho team mình rồi đó. Lộn qua bên đây bà tường nè. Thêm thằng Richter nữa. Tao mệt rồi, đứng nghe Richter. Mày né tao ra. Đi ra chỗ khác. Ôi ơi, gắn lên. Đi ra chỗ khác. Trời ơi, mày đó. Cái này gọi là ăn hên hay là kỹ năng ta? Cứ cho là kỹ năng đi nha. Trời ơi, ba đồ quỷ này. Rồi, xong cái thanh kiếm thì chú Rum sẽ lên cái gọi là song đao. Lên sông đao ha, các bạn lên nhà kiên cường thì các bạn lên sông đao. Ê, nó sai sai, nó gì đó sai sai đó. Vũ không tàn, phải không? Vũ không tàn, ba ơi. Lên nhà kiên cường là lên vũ không tàn. Còn lên vậy ê, con đá tác kìa. Rồi, trời ơi, tóc biến như vậy mà không bắt được hai đứa quỷ. Rồi, giết được người ta luôn. Trời ơi, ghê chưa. Phải như thế chứ. Rồi, 10 mạng rồi mọi người. Đầu video thì tụi bay bắt tao bao nhiêu thì bây giờ tao cho tụi bay hưởng là bao nhiêu. Còn quỷ Richter này đẩy lẻ nữa. Thấy cảnh mày rồi. Ừ, xích nó lại. Xích nó tóc biến hạt. Lộn lên cái nữa là mày chết rồi con. Hết rặn. Ơi kìa, lắc kìa. Ôi trời ơi, tức ghê á. Tưởng đâu là nó thoát được rồi đó. Mọi người thấy pha nãy nó lắc không? Nó đờ luôn chứ. Không thấy đường lộn luôn á. Lộn tấm lộn lên mà đơ một hồi luôn á. Trời ơi, tức ghê. Tưởng đâu nó thoát được. Trời ơi, thoát được tức. Chắc pha đó tức dữ lắm luôn á. Mạng mỏng kiểu gì á, wifi kiểu gì á. Rồi, món trang bị thứ tư chú Rum sẽ lên diệt thằng cung nha. Sau nữa là cái gọi là cái nan. Thì bao nhiêu đây rồi thì sốc kinh khủng khiếp luôn mọi người. Lộn bắn là có mạng đấy. Thông tin thì các bạn cứ xem từ từ nha. Trận này chú Rum gánh team SML luôn á. Violet là bum vô cái đầu, bấm vô cái đầu. Có Alistair, team tôi có Alistair nha. Có Alistair mà sắn thì kiểu này là mệt đó nha. Đi khơi cái này là mệt đó nha bạn Nata. Rồi, bây giờ là cố gắng kêu Alistair nè, với SB, với AD đi chung với nhau là ok nè. Thì mình có Violet với Bright lết game là ok rồi. Sợ gì nữa. Chỉ có khổ là ý của Amelie. Rồi luôn rồi, Amelie đá giống như mà mình có cái giáp phòng mệnh là không sao. Bán đồ liền, lên liền. Trời ơi, nói gì chứ, tôi bán đồ nhanh lắm. Mọi người thấy bán đồ trong chớp nhoáng không? Chớp nhoáng liền. Các bạn chơi game phải cố gắng tập bán đồ nha. Trời ơi, sát thương kìa, hàng mấy không, ghê chưa. Thằng rút cơ ở đâu ra, nó chọt cái một tôi đáng chết luôn rồi. Đâu ra vậy? Thứ yêu nghiệt gì đâu, ta sẽ trả thù Nobakachi. Một cái tay vô đập bum một cái nữa. Thấy cảnh tụi mày chưa con? Ê thôi tôi nãy chưa, tôi còn nhiều máu à. Đang có cái liềm không có cái giáp hồi sinh nữa nha. Chắc kiểu này xuống dưới phàm mỹ ế SB bắt nó đúng rồi. SB ơi, cổ lên hút máu đi. Nó không sóc bạn được đâu. Bum một cái nữa mày hả bưởi. Không có chiêu hai gọi là nó mỏng dánh nè mọi người. Ê, con quỷ mắt nó bay ai đây ta rồi, nó bay SB tôi rồi, tội nghiệp SB tôi quá. Bây giờ là sắn lên và bắt cái con quỷ Richter này nha. Đi lẻ hả mại. Richter hết rặn. In ti vô đầu nè, hết rặn. Oh my god, 16 mạng rồi. Đầu game thì ăn hiếp tao nha, ăn hiếp tao cố vô. Né liền, lộn thêm cái nữa. Né liền. Trời ơi, rồi mắt nó bay.
Trời ơi, tôi qua hỏi con chăn này không đi tàn ơi, cố lên, cố lên, cố lên, động cho, ừ, vô tới đạn, ừ, ôi mài quá, ôi mài quá, hồi máu lẹ 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 lẹ, tàn ơi, không chết luôn kìa, đúng là nhờ cái liềm thật sự, bán liềm liền, chọn đồ liền, trời ơi, mình còn một lần hồi sinh nữa đúng không, rồi, chơi được, chăn này là đúng gánh luôn ta, trời ơi, bắn quá, bắn rồi, may hả bưởi, may hả bưởi, trời ơi, không, nó có chiêu hai nên nó né được anti mình nha, nhưng mà thằng Richter này từ từ mày ơi, nó rặn hoài luôn á, mỗi lần nó rặn là mình không thể nào mà mình né con Amelia bắn thường thôi, lộn bắn cấu rễ từ xa thôi, còn có nhiêu máu à, chết á, chết á. Rồi bốn người trên mạng đã chết rồi đó, là thấy im mà chưa, im chưa. Rồi ok đó mọi người, có thể win không đây không biết nữa, dắt hồi mệnh hồi chơi ta, ok hồi rồi, rồi ok rồi, mắc rồi đừng bay tao mắc rồi, rồi mắc bay tới đó bị xích lợi rồi, yeah, may hả bưởi có mạng nữa rồi, 19 mạng thêm một mạng nữa đi, ê, quảng cáo kênh chứ mọi người ơi, subscribe kênh YouTube Rum Liên Quân nha mọi người, rồi win luôn rồi, tàn rồi, chưa kịp hiện luôn á, rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video ngày hôm nay ha, hẹn mọi người vào cái video tiếp theo, bye bye.